các đoàn thành lập đầu tiên. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của Người, được nhờ công phúc đức tin của Người mà phát triển dưới triều đại Giáo Hoàng của Người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời con đi. Ôi thánh thể suối tình yêu Chúa trần, đây chính ngõ nghỉ nuôi dưỡng con người. Con là Chúa người yêu hiến cho thân mình, đây nguồn sự sống nuôi dưỡng con ngày đêm. Thank you.
Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Hãy hát mừng và tôn vinh người muôn đời. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa trên các tầng trời. Chúa đáng được ca ngợi, hiển vinh và suy tôn muôn đời. Lạy Chúa, xin nhận lời con cầu nguyện và cho tiếng con kêu lên tới Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, lượng từ bi Chúa vô biên, lòng nhân lành Chúa vô tận, chúng con cảm tạ Chúa uy nghi nhân hậu vì những ơn Chúa đã ban. Chúng con luôn luôn xin Chúa nhân từ nhận lời những ai kêu cầu Chúa và đừng bỏ rơi họ, nhưng đưa họ về hưởng phúc đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời con đã đón, trên kiếp đã đầy ta xây giao hơi muôn đời thiên trường. Lời con đã đón, xa ta xưa không thương ta hay không không đang chiến dung. Và hãy quên xin cho Đức Giáo Hoàng Phan Xích-cô Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của Người, được nhờ công phúc đức tin mà phát triển dưới triều đại Giáo Hoàng của Người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. và máu Chúa để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cử hành thánh lễ ban chiều hôm nay để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn phát xuất từ chính trái tim của lòng yêu mến. Rồi chúng ta dâng lên Chúa cái tâm tình tạ ơn với ngày trầu của giáo xứ chúng ta. Một ngày trầu như ban trưa, cha chủ tế đã nói cái lý do của ngày hôm nay có nhiều cái mới đối với giáo xứ chúng ta. Nó như đánh dấu, những để lại cái dấu ấn trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để rồi từ hôm nay chúng ta mở ra một trang mới của giáo xứ. Đó là ơn Chúa thương ban cho chúng ta. Chúng ta dâng lên Chúa lời tâm tình tạ ơn giống như của Đức Trinh Nữ Maria cùng với bà Elizabeth trong Kinh Magnificat. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta, gia đình của chúng ta, để trong Chúa Nhật bốn mùa vọng này chúng ta gần đến đại lễ Giáng sinh, xin Chúa ban bình an cho tất cả gia đình của chúng ta, mỗi người chúng ta, để chúng ta sống trong niềm hy vọng. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng có niềm hy vọng Chúa nâng đỡ chúng ta. Với tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm nhìn nhận những khiếm khuyết, những thiếu sót của chúng ta, xin Chúa tha thứ thanh tẩy, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Tôi xin đứng bà Maria trọn lời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật. Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá,
Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Mi-ca. Đức Chúa phán thế này: Phần ngươi, hỡi Ben-em Ephratha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lĩnh Israel. Nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vì thế Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời người sản phụ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp. Vì bấy giờ quyền lực người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Chính người sẽ đem lại hòa bình. Đó là lời Chúa. Chân chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe. Lạy Đấng ngự xứ, căng thần hô ra, xin hãy hiền đinh, xin khơi dậy uy dung của Ngài, mà mau đến cứu độ chúng. Trên cung trời xin ngó xuống trông xem, nguyện Chúa dù thương thăm vườn nho cũ, tay Chúa trông giữ, tay uy quyền xin hay bảo vệ, trồi non đó hãy cùng cố. Con người đường Chúa xuống uy phong, nguyện ương đoàn con không còn khi dám xa Chúa nữa đâu. Van xin Ngài cho sống an bình, đoàn con mãi chung tùng thánh danh. Xin con nhắn thánh Chúa và
Bài trích thư gửi tín hữu Híp Di. Thưa anh em, khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa hy nễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích nễ toàn thiêu và nễ xóa tội. Bấy giờ con mới thưa: Này Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách Thánh đã chép về con. Trước hết, Đức Kitô nói: Hy nễ và hiến tế, nễ toàn thiêu và nễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của nễ được dâng hiến theo nền luật truyền. Rồi người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Ngài bãi bỏ các tế nễ cũ mà thiết lập tế nễ mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm nễ tế chỉ một lần là đủ. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Anh chị em và cùng cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, lạy Giáng Chúa. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em. Đó là lời Chúa. Lời Chúa thì nó lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta theo dõi phụng vụ một cách chăm chú trong bốn Chúa Nhật mùa vọng, thì chúng ta thấy như một bước tiến dần đến cái đỉnh cao của mầu nhiệm Giáng sinh nhập thể. Trong đó có sự cộng tác của những con người. Chúa Nhật một mùa vọng mời gọi chúng ta là sống tỉnh thức. Chúa Nhật hai và Chúa Nhật ba của mùa vọng thì chúng ta được mời gọi bởi Gioan tiền hô là hãy chuẩn bị tâm hồn, dọn con đường tâm hồn để đón Chúa. Và Chúa Nhật 4 của mùa vọng hôm nay cũng là Chúa Nhật cuối cùng của mùa vọng.
thì giáo hội lại trình bày cho chúng ta một khuôn mặt mới. Đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Đức Trinh Nữ Maria được tuyển chọn làm mẹ của con Chúa nhập thể làm người. Tiếng xin vâng của mẹ Maria đã đưa nhân loại vào trong một thiên niên kỷ mới. Tiếng xin vâng của mẹ Maria rồi chốc ấy ngôi hai xuống thế làm người. Và hôm nay, trong phúc âm của Thánh Luca, cho chúng ta thấy một niềm vui cùng với lời tạ ơn của mẹ Maria và những người được Chúa chúc phúc. Phúc âm của Thánh Luca hôm nay thuật lại cho chúng ta rằng, khi hay tin bà Elizabeth là chị họ đã cưu mang một người con trong lúc tuổi già được 6 tháng, thì Đức Maria đã vội vã lên đường để đi chào thăm bà chị họ Elizabeth. Quý ông bà anh chị em chúng tôi biết cái chặng đường là Đức Maria từ Nazareth, từ miền Bắc của Israel đi lên miền núi là miền Nam của Israel, một chặng đường hơn kém 150 km. Mà Đức Maria vội vã lên đường, chúng ta thử đoán xem cái điều gì nó thúc đẩy Đức Maria vội vã lên đường, đi thăm người chị họ trong cái lúc mà biết tin là bà chị họ đã cưu mang một người con trong cái lúc tuổi già, thì đó cũng là điều thông thường. Bởi vì nó có một cái quan niệm như thế này trong truyền thống văn hóa của Do Thái. Tôi xin trình bày để quý ông bà chúng ta thấu hiểu chút. Cái quan niệm của người Do Thái là người phụ nữ xây dựng gia đình và càng sinh nhiều con cái thì đó là dấu hiệu mà được Thiên Chúa chúc phúc. Trong thánh lễ cưới mà chúng ta hát đáp ca, bảy con như khóm ô lưu chung quanh bàn ăn. Bây giờ người Việt Nam mình sinh ít, 2-3 đứa là đã sợ rồi. Bây giờ mình lại 5-6-7 đứa súng xít giống như người Do Thái này, chắc là kinh hồn bạt vía. Thế nhưng mà đối với người Do Thái thì sinh con nhiều thì đó là dấu chỉ Thiên Chúa chúc phúc. Còn nếu như ngược lại mà không được sinh con, không sinh được đứa con nào, thì đó là một cái nỗi đau khổ, rất đau khổ. Bởi vì cái quan niệm của người Do Thái lúc bấy giờ nó rất là khắt khe. Xây dựng gia đình với một người phụ nữ mà không có con, người ta cho rằng đó là cái điều bất hạnh. Và như lẽ là có một cái điều gì đó Thiên Chúa trừng phạt. Quan niệm khắt khe, độc ác. Chúng ta nhớ cái câu chuyện bà Anna, mẹ của Samuel. Bà già rồi mà bà không có con, thì bà đau khổ, bà vào trong cái đền thờ ở Sinoác bà cầu nguyện. Thế rồi ngày nào bà cũng vào trong đền thờ bà cầu nguyện. Bà cầu nguyện mấp máy môi miệng thôi. Thì ông, có một ông thầy quản trị cái đền thờ là ông Heli. Ông mới bảo bà Anna rằng, này bà say rồi, bà về đi thôi. Thế rồi bà Anna bà mới trả lời, không, tôi không say. Tôi không say. Tôi là một người phụ nữ đau khổ. Tôi đến đây để cầu nguyện, để xin Chúa ban cho tôi một đứa con, để cất đi cái nỗi nhục của tôi. Đấy. Xin Chúa ban cho một mụn con,
để cất đi cái nỗi tủi nhục của tôi. Và nếu Chúa thương thì con tôi sẽ dâng nó cho Chúa. Và quả thật Chúa đã nhận lời, bà có thai và sinh được Samuel. Đến lúc tuổi, bà đem nó dâng đền thờ cho Chúa và gặp lại ông thầy Heli. Một cái câu chuyện khác nữa là bà Sarah, vợ của Abraham, chúng ta đọc trong Kinh Thánh chúng ta biết. Bà lấy ông Abraham nhưng mà đến tuổi già rồi mà không có con. Thế rồi không, vì không có con, không sinh được một người con trai nào cho ông, thì bà cũng cảm thấy áy náy. Bà mới bảo ông Abraham, ông chủ đó, ăn ở với người tớ là Hagar để có được đứa con cho ông. Thế khi có được một đứa con rồi, cái nàng hầu sinh được một đứa con rồi, thì lên mặt khinh bà chủ là Sarah. Bà chủ bà ấy cú quá, bà ấy bảo ông Abraham phải đuổi nó ngay đi cho tôi. Nó là một cái nỗi đau. Cho nên chúng ta trở về cái câu chuyện của Đức Trinh Nữ Maria đó. Khi biết được tin bà chị họ Elizabeth đã cưu mang một đứa con được 6 tháng rồi, và trong cái lúc tuổi già tưởng chừng như không bao giờ có thể sinh nở được nữa, thì vui mừng, bởi vì đó là điều kỳ diệu. Bà đến để chúc phúc, bà đến để chúc mừng cho người chị họ. Thế nhưng mà cái điều mà biết bao nhiêu những người khác sao không đến chúc mừng mà lại có chỉ bà Maria đến chúc mừng. Chắc hẳn nó phải có một cái lý do nào đó nó quan trọng hơn. Nó phải có một cái mối liên hệ nào đó. Chắc chắn được thúc đẩy bởi tình yêu thương. Khi mà không có tình yêu thương giữa con người với con người thì không đến được với nhau đâu. Có khi là anh em họ hàng, anh em ruột không đến được với nhau đâu. Việt Nam có cái câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có duyên tình với nhau, có tình thương với nhau thì có xa ngàn dặm cũng đến được với nhau. Thế nhưng mà không có tình thương, không có duyên tình với nhau thì diện đối diện, mặt đối mặt cũng không bao giờ đến với nhau. Nó vậy đó. Cho nên là Đức Maria đã đến để biểu hiện cái tình yêu thương, quan tâm yêu thương lẫn nhau. Và trong cái dịp này thì đến để chúc mừng người chị họ. Tuy nhiên nếu như Đức Maria chỉ dừng lại ở cái việc thăm hỏi không đủ, phải có một cái bước tiến nữa, nó cao hơn cái chuyện thăm hỏi nữa cơ. Và chúng ta khám phá tiếp trong Kinh Thánh. Khi Đức Maria đến nhà bà Elizabeth, khi bước vào nhà và chào bà chị họ Elizabeth, thì bà Elizabeth nghe thấy tiếng Đức Maria chào, thì đứa con trong bụng của bà là Gioan Tẩy Giả đã nhảy lên vui sướng. Chúng ta thấy không? Đến nỗi mà bà Elizabeth bà diễn tả cái điều đó, bà cảm nhận được cái điều đó rất rõ ràng, và bà nói ra ngay bằng môi bằng miệng. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến thăm tôi thế này? Vì vừa nghe thấy tiếng em chào thì đứa con trong bụng nó nhảy lên vui sướng. Em thật là có phúc, thấy không? Cho nên là cái chuyện gặp gỡ hai bà mẹ, nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa, nó còn vượt lên trên cả cái tình cảm chị em, đó là ơn cứu độ. Chúa Giêsu trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria đến gặp Gioan Tẩy Giả cũng ở trong bụng mẹ. Và khi hai con trẻ gặp nhau, một đấng thánh và là một phàm nhân, và Gioan tức thì đã gặp được đấng cứu thế. Và chính khi gặp được đấng cứu thế trong cái giây phút ấy, Gioan được khỏi tội tổ tông truyền, ơn cứu độ đấy. Nó phải vượt xa nữa đó. Chứ không phải là cái chuyện dừng lại ở cái chuyện tình cảm chị em đó. Nó diễn tả một cái gì nó kỳ diệu, nó cao sâu hơn nhiều. Đó chính là ơn cứu độ, mà chính ngôi lời Thiên Chúa
mà Đức Trinh Nữ Maria cưu mang trong bụng đến để thánh hóa Gioan Tẩy Giả, báo hiệu một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên cứu độ. Rồi kính thưa quý ông bà anh chị em, khi cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa được thể hiện ở nơi Đức Trinh Nữ Maria và ở nơi bà chị họ Elizabeth, thì cả hai người mẹ đồng thanh cất tiếng tạ ơn Chúa. Cất tiếng tạ ơn Chúa bài Magnificat: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa vì cái điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện nơi tôi. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi có phúc. Theo. Cho nên khi nhận được cái dấu hiệu, cái ơn mà Thiên Chúa ban cho, thì diễn tả bằng cái lời ca tiếng hát, nó bộc lộ từ trong tấm lòng, từ trong trái tim mà nhận được cái ơn ấy, bộc lộ ra bên ngoài và cất tiếng thành bài ca tiếng hát tạ ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi sợ mất thời gian lễ lâu quá để lại sốt ruột. Tôi chỉ mong muốn quý ông bà anh chị em sau mấy lời chia sẻ như thế, để rồi chúng ta cũng học đấy gương của Đức Trinh Nữ Maria. Hãy mở tâm hồn mình ra. Khi chúng ta mở lòng mình ra thì ơn Chúa mới đến được. Và khi ta nhận mở ơn Chúa, chúng ta cũng lại đem để chia sẻ cho người khác, để giúp người khác cùng hưởng hạnh phúc. Có một vị thánh nói rằng không ai có quyền được lên thiên đàng một mình, là bởi vì chúng ta có liên đới với nhau. Người Kitô hữu có liên đới với nhau như các chi thể trong một thân thể. Cho nên không ai có quyền được lên thiên đàng một mình. Cho nên mỗi người đều được mời gọi hãy mở tâm hồn ra như Đức Mẹ, để ơn Chúa đến. Và khi ơn Chúa đầy rồi thì mình phải có bổn phận phải ban phát cho người khác. Chung tắc thủy cùng tắc phản, nó vào rồi nó phải ra, chứ vào mà không ra được thì chết. Hãy mở tâm hồn ra. Trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan có lời Chúa phán rằng: này ta đứng ngoài cửa và gõ, ai nghe tiếng ta mà mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy, ta sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Hay quá trời. Cho nên cũng như Đức Maria, chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận ơn Chúa và thánh ý Chúa, để rồi chúng ta cũng lại tiếp tục mang cái ơn ấy để chia sẻ cho những người khác, để diễn tả cái tình yêu thương của Thiên Chúa nơi cá nhân mình và nơi cộng đoàn. Hôm nay giáo xứ chúng ta chầu thánh thể, tôi không muốn nói lại nhưng mà nó là cái dấu ấn, có nhiều cái điểm mới trong ngày lễ chầu hôm nay. Vậy chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì cái ơn đó, và chúng ta cũng chia sẻ cái ơn ấy cho chính những người chung quanh và cho cả cộng đoàn giáo xứ, cũng như cho những người ở nơi khác. Như thế chúng ta chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh, chúng ta diễn tả được cái mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa nơi chính cuộc đời của chúng ta và mỗi người chúng ta, cũng như các cái cử chỉ, các cái nghĩa cử và cái đời sống tử tế của mỗi người trong chúng ta. Chắc chắn rằng chúng ta vui và người khác cũng được vui. Chớ gì được như vậy. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật, hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đấng Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải đường tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống đi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người chịu đóng đánh vào thập giá vì chúng ta. Thời con không siêu vi la tô, người chịu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba của người
bên hữu đứng Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang. Súng và kẻ trên nữa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính đứng Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi đứng Chúa Cha và đứng Chúa Con mà ra, được phụng thờ và tôn vinh cùng với đứng Chúa Cha và đứng Chúa Con. Thánh tiên tri mà phán rằng: tôi tin hội thánh duy nhất, thánh hiền không cho và tông truyền. Tôi tin sớm có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Nhật hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta hãy tỏ lòng yêu thương, giúp đỡ, viếng thăm, tha nhân. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Khi đón nhận lời, ngôi lời nhập thể, Đức Maria đã vội vã lên đường đem tin mừng Chúa cho người chị họ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục, các Ninh Mục luôn nhiệt thành tận tụy đem tin mừng đến khắp mọi nơi. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin chia thôn kêu lâu cùng Chúa. Thế giới vẫn còn đó những cuộc chiến tranh khủng bố làm cho nhiều dân tộc sống bất an và mất niềm hy vọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thúc đẩy các nhà lãnh đạo biết nhường nhịn và cảm thông cho nhau, dàn xếp mọi xung đột bằng con đường đối thoại hơn là vũ lực. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tim con cùng Chúa. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cũng đến viếng thăm những người đang lâm cơn nguy tử hoặc khổ đau, giúp họ cảm nhận được tình thương và vượt qua những cơn đau thể xác và cám dỗ về tinh thần. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cùng Chúa. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa đã thực hiện những gì người đã nói với em. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ có được đức tin mãnh liệt vào Chúa và được quyền năng Chúa thể hiện những điều kỳ diệu trên cuộc đời mỗi cá nhân, gia đình và cộng đoàn giáo xứ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu nào. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì yêu thương nhân loại lỗi lầm. Chúa đã sống kiếp người như chúng con để chia sẻ những đau khổ của cuộc đời trần thế. Xin nhận lời chúng con cầu thay nguyện giúp Chúa hằng sống và hiển dị muôn đời. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ của Thầy Cha để Cha cùng tôn vinh danh Chúa và mưu nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa xưa Thánh Thần Chúa đã dùng quyền năng làm cho Đức Trinh Nữ Maria thụ thai. Giờ đây xin Chúa cử người đến thánh hóa lễ vật chúng con dâng trên bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là xin ca. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ Đồng Trinh đã cưu mang với tình yêu khôn tả, Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi Người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng Người. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con đài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra
và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con hoàn truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hàn năng trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giảm nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp,
chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vâng quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lời Chúa Thiên Chúa đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời Chúa Thiên Chúa đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời Chúa Thiên Chúa đấng xa tội trần gian, xin tham bình an cho. Đây Thiên Thiên Chúa, đây lấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa mở vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ngài đã ban, đâu là một ngày tươi sáng bình an. Ngài đã ban, nào là một đêm giấc ngủ dịu dàng. Ngài đã ban, đâu là một đời may mắn đêm ngày. Đời bài con sai, mọi tình Ngài đã quá yêu thương. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận bí tích thánh thể là bảo chứng ơn cứu chuộc muôn đời. Xin cho chúng con càng gần tới lễ Giáng sinh càng thêm lòng sùng mộ, để sốt sắng mừng mầu nhiệm con Chúa giáng trần cứu độ chúng con, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Kính thưa các cụ, quý ông bà và anh chị em, ngày lễ chầu của giáo xứ chúng ta hôm nay giờ này kể như là đã kết thúc tốt đẹp. Chúng ta đã dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ cái lòng biết ơn đối với bề trên, đối với cha xứ, cựu cha xứ cũng như cha tân chính xứ. Tuy nhiên lời tạ ơn của chúng ta không chỉ một lần, một lúc là đủ, mà phải diễn tả trong suốt cả cuộc đời của chúng ta. Và vì thế cho nên mặc dù thánh lễ tạ ơn kết thúc, nhưng mà chúng ta vẫn mang trong mình lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân đấng bề trên giáo phận, tri ân cha xứ tiền nhiệm và tri ân cha xứ đương nhiệm, cũng như chúng ta bày tỏ cái lòng biết ơn và cảm ơn chân thành tới các giáo xứ, giáo họ trong giáo miền Bái Xuyên, Hoàng Nguyên trong ngày hôm nay đã về đây để thông công giờ chầu, để cầu nguyện cho giáo phận, cầu nguyện cho giáo xứ của chúng ta. Thế rồi chúng ta cũng bày tỏ cái lời cảm ơn tới tất cả các ban hội đoàn của giáo xứ chúng ta. Chắc chắn là có nhiều ngày để chuẩn bị cho ngày lễ chầu hôm nay với sự hy sinh vất vả. Và vì thế cho nên lời cảm ơn sẽ không bao giờ cho đủ. Chúng ta nổ tràng pháo tay để cảm ơn nhau và chầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Rồi cũng chỉ còn mấy ngày nữa là ngày đại lễ Giáng sinh. Xin kính chúc quý cụ, quý ông bà và anh chị em cộng đoàn chúng ta đây luôn luôn tràn đầy ơn Chúa, nhất là có được niềm vui bình an trong ngày đại lễ Giáng sinh. Amen. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa.